2000 years later. Xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một loại xe điện, và nhân vật chính của chúng ta hôm nay đó chính là một con X-Men độ. Thì nó được độ khá là nhiều đồ chơi và màu sắc. Thì chi tiết như thế nào thì mình sẽ review cận cảnh cho anh em từng chi tiết. OK anh em, ở đầu video ấy thì mình đã order một bạn nữ khá là xinh xắn và dễ thương để gọi là phần mở đầu cho anh em xem cho nó kiểu mới lạ với là cho nó thêm phần hay ho ấy. Thì OK, bây giờ mình lại trở lại đây và bây giờ mình sẽ cùng anh em đi trải nghiệm xem và khám phá xem một con xe này có những cái gì nha anh em nhé. Một con xe khá là độc đáo với cái dàn giảm xóc đằng sau này, mình chưa thấy con X-Men là độ kiểu này luôn. Đấy, thì OK. Trước khi vào chi tiết này, bây giờ chúng ta sẽ đi tổng thể đi. Tổng thể đây một chiếc X-Men độ theo kiểu độ kiểng anh em nhá. Đấy. Dàn áo của con này là được chủ xe lên theo cái kiểu mà đơn giản anh em. Có nghĩa là chỉ là lên một màu thôi chứ không có họa tiết gì. Đấy, anh em thể nhìn thấy không? Đây là một bộ tem nhá anh em nhá. Đây dán tem chứ không phải là sơn đâu. Đấy. Tem này là tem từ từ để mình xem, là đây là tem chrome sao anh, chrome bóng sao, ở đấy chrome bóng đấy, chrome bóng màu xanh lá cây nhá, nhìn rất là đẹp. Nó không có chi tiết, không có họa tiết gì ấy. Nó kiểu trơn một màu ấy, nhìn trông nó rất là khỏe và rất là kiểu tinh tế anh em nhá. Đó thì bắt đầu từ dàn chân trước đi. Dàn chân trước thì vẫn như mọi khi thôi, mâm thì mâm zin đấy, mâm zin đã được em ấy sơn một màu khác rồi nhá. Lốp thì là lốp Sobek anh em này. Đấy, lốp Sobek size trước là 100 anh em nhá. Đấy, lốp là khá là to luôn. Ở đây em có lên thêm một đôi chống đổ trục trước này. Đấy, một đôi chống đổ trục trước của Zuma này. Cộng theo đó là một đôi đèn L4 ngắn này. Đây. Đèn này là để đi đêm hôm các thứ, để đá đèn xin đường ấy anh em. Đó, dè thì đã được dán tem xanh này. Rồi. Tiếp theo đó lên trên phần mặt nạ anh em nhá. Anh em có thể thấy không? Phần mặt nạ đây là phần đèn này. Phần này đã được em ấy thay một bộ đèn LED anh em nhé. LED này LED vàng. Đấy, có thương hiệu là gì đây? Double Glow à? Ờ, Double là hai màu. Đấy, đèn hai màu. Khả năng là như thế. Đó, nói chung mình cũng không giỏi tiếng Anh lắm. Tiếp theo đó, ở hai bên cánh gió, hai bên cánh gió em ấy có dán thêm một đôi cánh gió nữa. Để kiểu khí động học đấy, để gió thổi vào đây thì là nó sẽ thổi đi. Đấy, còn nếu mà gió không thổi thì nó sẽ không thổi. Đấy. OK, đùa anh em thôi. Ở đây thì có thêm một đôi xi nhan kiểu dạng LED này. Đấy, LED. Ở trên đó là một bộ mắt cú, một bộ mắt cú khoét theo cái kiểu mắt cú này, mắt cú buồn đúng không anh em? Chuẩn không? Đấy, mắt cú buồn. Đấy. Rất giống như những cái con xe mà mình đã từng review trước đó rồi, mắt cú buồn. Đấy. Ở bên trong này là một đôi U7 em nhá. Viền này là viền xanh lá cây này. Cộng theo đó là một hệ thống dàn cúc áo này. Được sâu bên trong để khoét này, rất là đẹp. OK, lên phần đầu thì ở đây vẫn là cái combo huyền thoại thôi. Màu này là màu của Winner, đã được em sơn bạc lại nha em nhá. Đấy, được sơn bạc này. Ở bên trên này là màu của Exeter 150 này. Cái màu này khá là giống màu của mình và cũng đã được em sơn bạc. Kèm theo đó là một đôi cúc áo hồng này. Đấy, điểm thêm phần gọi là màu mè anh em hiểu không? Bây giờ mình sẽ bật hệ thống đèn lên cho anh em xem nhá này. Bật này, bật công tắc này. Đây. Đấy, anh em thấy không? OK chưa? Đấy. Đèn này là đèn vàng anh em nhé. Đó. Mắt cú xanh này. Hệ thống đèn là cúc áo là tím xanh dương xanh lá này. Tím này. Đấy. Và hai cái đèn dưới nữa để đá đèn. Đấy, OK. Mình sẽ tắt đi, mình đi tiếp nhé.
Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là phần bụng xe. Bụng xe thì cũng không có cái gì đáng để nói đâu anh em ạ. Ngoài một cái chân trống này, chân trống kiểng anh em nhá. Chân trống này là đến từ thương hiệu thương hiệu mới rồi, không còn Racing Product rồi. Đây là chân trống của Sumo Champion nhá. Đấy, được em ấy lắp thêm một vài cái miếng tròn tròn của bộ ghi đông này để cho nó cổng cánh lên tí thôi. Rồi, phần giữa này thì em ấy đã tháo gác chân rồi. À không phải tháo anh em ạ. Để mình kể về cái sự tích gác chân này cho anh em xem nhá. Để anh em nghe này. Thì lúc vừa rồi mình có đến chùa Tây Phương để ở với các em ý. Thì trong lúc tất cả các cái xe như kiểu là tập kết ở đấy, tập trung ở đấy để chuẩn bị di chuyển ấy, thì có xe này. Lúc đầu thì nó cũng có gác chân đây. Đó. Nhưng mà về sau một vài sự cố, chiếc xe đã bị đổ anh em ạ. Cái chiếc xe đã bị đổ và nó đã bị gãy cái phần gác chân này, cho nên là phải tháo ra. Đó, và đây bị xước mất một chút tem. Đó. Đó là sự tích của cái gác chân này. Đó. Nói chung đó là một câu chuyện buồn, nhưng mà thôi chúng ta phải gác lại mọi chuyện buồn ở đây. Ok chưa? Rồi ok. Tiếp theo đó là phần yên. Yên này thì là yên của JVC anh em nhá. Đấy, yên zin, chưa được bọc lại đâu. Phần tay xách sau vẫn như mọi cái kiểu mà các anh em hay sử dụng ấy. Gác tay xách sau zin, anh em mình cắt khúc rơi đi đấy và sơn lại màu khác đấy để cho nó khắc bọt đi một chút. Ở đây có một cái tem đổ cháu 30 xăng đấy. Xe điện nhưng mà vẫn đổ xăng. Ok. Bây giờ ra phần dàn chân sau. À thôi, lên phần hậu đi. Đèn hậu đi, hệ thống đèn hậu đi. Thì đây anh em có thể thấy không? Em ấy có lắp thêm một đôi đèn polis này. Đấy, để nháy này. Ở sâu bên trong đèn hậu là có một quả. Quả này là bi cầu mili anh em ạ. Đấy, bi cầu mili lắp vào. Nhìn khá là hay ho đấy. Rồi. Đó. Đây. Nói tiếp với cái câu chuyện gác chân. Đây. Gác chân của nó là như này đây. Bên kia thì nó cũng thế. Trước đó khoảng vài tiếng thì nó vẫn còn, nhưng mà bây giờ thì nó không còn nữa rồi. Rồi ok, nói chung là không nói đến vấn đề đấy nữa. Rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vòng lên phần bàn thờ anh em ạ. Bởi vì cái phần nói sau này của mình muốn để lại. Tiếp theo phần bàn thờ anh em thấy không? Đây, đập ngay vào các mắt các bạn là một bộ ghi đông Mossi này. Mossi cam. Kèm theo đó là một đôi gương năm cạnh của Rizoma này. Đấy, bên xanh bên đen này. Nó có cả chống chói luôn anh nhá. Đây có cả chống chói luôn này. Đấy. Đèn L4 ngắn. Đèn một đôi đèn L4 ngắn. Đấy, đã được em ấy sơn lại màu bạc nửa đen. Đấy. Tay phanh là vẫn tay phanh zin, tay ga thì vẫn là tay ga zin thôi. Cùm công tắc hệ thống nút bấm các thứ vẫn zin thôi, không có gì đâu. Không có gì đặc biệt cả. Đấy, ở đây có một cái móc chờ chìa khóa này. Rồi. Ở đây là cái chìa khóa của nó này. Đấy, chìa khóa kiểu pot pot chơ ấy. Kiểu thế. Rồi. Tiếp theo cái phần là mình muốn nói nhất ở đây, đáng nói nhất ở cái phần xe này ấy. Đó chính là phần gắp anh em ạ. Gắp này đã được chủ xe chế lại nhá. Bỏ gắp cũ đi và chế lại hàn ống nhất, tiếp tiếp chế trước các thứ không ạ. Đã được em ấy sơn lại màu hồng. Nhìn rất là hoàn thiện luôn anh em nhá. Đấy, cái độ hoàn thiện nó khá là cao. Phần dây phanh cơ này thì đã được em ấy thay bằng dây màu xanh, nhìn rất là đẹp anh em. Đây, anh em thể thấy không? Rất là đẹp. Đó. Phần động cơ em ấy đã sơn động cơ đỏ này. Lốp thì là lốp 100 này anh em này. Đấy, lốp 100 vẫn của Sobeck luôn. Chắn bùn của Sapower 2 chân này. Đấy. Rất là chắc luôn, còn lại này đi rất là chắc. Rồi. Còn cái phần mà mình muốn nói, rất là muốn nói ở đây, đó chính là cái phần hệ thống phuộc sau anh em nhá. Đây, đây là cái con xe lần đầu tiên mà mình thấy mà X-Men một phuộc nhưng mà độ thành hai phuộc. Mà không phải hai phuộc ở hai bên mà là chơi hai phuộc ở giữa anh em ạ. Đấy, các em rất là sáng tạo luôn. Đây. Anh em thấy sáng tạo không? Sáng tạo chưa? Ở đây còn có cả một cái để bắt phuộc ở giữa cơ. Thế này mà em chế thêm một cái phuộc nữa thì chắc là nhún bao êm luôn. Đó. Nói chung là mình vừa trải nghiệm cái phuộc này rồi. Đi rất là êm, cao. Từng bình thường ấy, anh em nhìn video này có thể thấy xe rất là cao và kiểu rất là kiểu khó đi. Nhưng mà thực ra khi lên xe nó nhún nhún xuống nha, đi rất là thích và êm anh em ạ. Đi qua ổ gà ổ ghế các thứ cảm giác như còn không có gì. Đó, khá là êm. Nói chung là cái bản độ này, nói chung là cũng xương xương một vài món đồ thôi. Cũng không phải là độ kiểng, độ nhiều đâu.
nhưng mà mình thấy cái hiệu năng sử dụng của nó khá là ok và nhìn nó khá là đẹp, khá là nổi bật. Có xe đấy đi đâu nổi bật, khá là nổi bật trong đám đông ấy. Còn bây giờ mình sẽ gọi là trải nghiệm một cái phần phuộc cho anh em xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là test cái phần hệ thống giảm xóc cho anh em xem nhé. Cameraman quay gần lại đây cho anh. Đây. Anh em thấy không? Đây. Đấy, nhún rất là êm luôn anh em ạ. Đi rất là thích luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi một đoạn cho anh em xem nhé. Em chỉ đứng yên một chỗ đấy thôi. Quay theo anh. Đó, núi rất êm anh ạ. Đấy, bao êm luôn. Bao êm mà sướng luôn. Đó, ok. Ok, vừa rồi mình đã gọi là đi chi tiết và giới thiệu cho anh em về toàn bộ con xe này. Thì anh em thấy sao về chiếc xe này? Mình khá là ý với cái chiếc xe đấy, bởi vì là cái phuộc của nó nhún rất êm, rất ok luôn. Đó. Thì nói chung hôm nay lại lên cho anh em một con xe để anh em lấy cảm hứng để độ thôi. Còn đây, anh em nào thắc mắc cái đèn hậu nó nháy như thế nào thì đây, chính là nó đây. Rồi. Ok chưa ạ? Quá ok luôn. Một con X-Men độ gấp và phuộc nhún sau khá là ok. Còn khả năng là bây giờ tối rồi, xin phép anh em mình về ăn cơm tí nhá. Ok, hẹn anh em ở các video tiếp theo. Nhớ đăng ký, chia sẻ và like và đóng góp ý kiến, những cái ý tưởng mới cho mình để mình có thể ra những video hay và thú vị cho anh em xem nhá. Mọi chi tiết thì liên hệ Sơn Sơn, mình đã để số điện thoại Facebook và Sơn Sơn Team ở dưới phần mô tả ấy. Đấy, link ở dưới đấy hết rồi, có gì anh em cứ liên hệ mình nhá. Ok, bye anh em.